Phan Thiết Dầu Dây là một trong 41 cao tốc được chính phủ đầu tư xây dựng, thúc đẩy giao thông xuyên suốt Bắc Nam, tạo sức bật phát triển kinh tế. Cao tốc được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9 năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Dự án có chiều dài 99 km, đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm du lịch Phan Thiết Mũi Né còn 2 đến 2,5 tiếng. Thay vì 4 đến 5 tiếng đi trên quốc lộ, tuyến đường Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã được rút ngắn xuống còn hơn 1 tiếng rưỡi di chuyển. Điều này có giá trị rất quan trọng về kết nối giao thương và du lịch của toàn bộ khu vực phía Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, cao tốc còn giúp kết nối với sân bay Long Thành đang được thi công, tạo nên trục giao thông liền mạch giữa thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Phan Thiết. Cao tốc đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai dài 55 km với các nút giao quốc lộ 56 tại xã Xuân Nghĩa, đường tỉnh 765 tại xã Suối Cát, quốc lộ 1 tại xã Xuân Thủy. Cao tốc đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận tại cây số 50. Tổng chiều dài khoảng 44 km giao với quốc lộ 55 tại huyện Hàm Tân, giao với quốc lộ 55B tại xã Sông Phan. Đến tháng 9 năm 2022, cao tốc cơ bản đã được liền mạch. Chỉ còn một vài mốc như nút giao, cầu vượt, đường điện cao thế còn đang trong những giai đoạn cuối cùng của tiến trình thi công. Cao tốc với 6 làn xe, bề rộng là 32m, vận tốc cho phép tối đa lên đến 100 đến 120 km/h. Với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây sẽ rút ngắn khoảng cách đến với các dự án khác của Novaland như Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm, Aqua City Đồng Nai, Novaworld Mũi Né. Tất cả khách hàng của Novaland sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất với tuyến đường cao tốc này. Hy vọng những thông tin trên sẽ mang lại hữu ích cho mọi người. Xin mọi người hãy share, đăng ký kênh để có thể đón xem những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.